Rồi, xin chào. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái bộ pin gây của hãng Aisen ha. Đây. Đây là những cái giấy tờ kèm theo của nó ha. Đây là giấy đã chứng nhận đã hiệu chuẩn ha. Đây, hai mặt. Rồi, đây là những cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó ha. Đây là cái hộp pin chính ha. Đây ha, đây là cái hộp pin chính đây. EB-1B ha, pin gây set ha. EB-1B nó có khoảng độ từ 0 là 1.5 đến 2.00 ha. Ha. Đây là sản phẩm được sản xuất tại Nhật ha. Theo tiêu chuẩn của hãng Aisen. Đây. Chúng ta thấy nó một bộ của nó từ 1.5 đây ha, bước là 0.01 đến 2.00 ha. Kèm theo là có một cái cây cử để chúng ta gắn gắn pin vào và chúng ta cầm ha. Đây nó kêu là cái này là cái cử để chúng ta gắn pin vào thôi ha, chúng ta cầm ha. Thì bây giờ mình sẽ mở một cái pin nó ra ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái pin 2.00 cho các bạn xem ha. Đây ha, đó. Ở trên đây nó có khắc nè, 2.00 đây. Rất là nhỏ nha. Đó, 2.00. Và chúng ta xem cái đầu nó có khắc không. Cái này nó khắc ở trên đấy nha. Đây, nó chỉ khắc ở trên cái này thôi, chỉ khắc ở trên cái thân thôi. Đây ha, 2.00 ha. Sản phẩm này do pin nó là cái hàng tiêu hao nên không có bảo hành nha, chất lượng của Nhật ha, chất lượng của hãng Aisen theo tiêu chuẩn của Nhật ha. Đó. Bên trong nó có cái giấy chứng nhận như vậy đây ha.